Năm trước. Năm nay. Select 500 cái phong bì nha cả nhà. Bình thường như năm ngoái là cái này cầm cái này là hơi nguy hiểm, nhưng mà năm nay ok, may ok, không sao. Phần quà ngày hôm nay gồm một bao lì xì 300.000 và một bao gạo 5kg loại ngon ạ. Sáng hôm nay thì đội ngũ nhà KTangel đang rất là sung sức nè và rất là tích cực để mà truyền những phần quà này đến với mọi người nha mọi người. Đây, đội ngũ mọi nhà KTangel mình sẽ thấy đây chỉ là một phần thôi nha mọi người nha. Xin chào mọi người đi mọi người ơi. Mong là bệnh viện duy trì được phong độ để có mỗi năm như thế này làm được nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội. Tăng số lượng lên. Tăng số lượng lên.